Xin chào cả nhà, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Làm Đẹp cùng với KD. Và video ngày hôm nay thì sẽ xoay quanh chủ đề là chăm sóc da. Nếu như mọi người có theo dõi Facebook của KD á, thì cũng biết được là KD rất là đề cao các bước làm sạch da. Bởi vì khi chúng ta làm sạch da đúng cách thì lỗ chân lông của chúng ta sẽ được thông thoáng nè, tuyến bã nhờn sẽ được tiết chế lại. Chính vì vậy là da của chúng ta sẽ mịn màng hơn, giảm thiểu được cái sự hình thành của nhân mụn. Ngoài ra nữa thì khi lỗ chân lông của chúng ta thông thoáng như vậy á, thì chúng ta đi qua cái bước dưỡng serum hay là bôi kem dưỡng, thì những cái dưỡng chất đó rất là dễ để thẩm thấu vào trong cái da của chúng ta, giúp cho cái việc dưỡng da của chúng ta hiệu quả hơn, tiết kiệm được chi phí nhiều hơn. Cũng có rất là nhiều bạn thắc mắc với KD là có nên hay không chúng ta đầu tư vào một chiếc máy rửa mặt thay vì chỉ rửa bằng tay. Và ngày hôm nay thì KD sẽ review với mọi người chiếc máy rửa mặt mà KD đã sử dụng một thời gian rồi, để xem thử xem là chiếc máy này thì nó có xứng đáng để chúng ta đầu tư hay không nhé. Đây chính là chiếc máy rửa mặt Artistry mà KD đã sử dụng chắc cũng được 2 tháng nay rồi đó mọi người. Như mọi người quan sát thì chiếc máy này có cái hình dạng rất là đặc biệt đúng không ạ? Hình giống như là một cái búp măng vậy đó. Và cái công nghệ của nó thì cực kỳ hay luôn. Chiếc máy này thì nó sẽ có hai phần như mọi người có thấy nè, là phần thân máy và phần đế sạc. Sau khi sử dụng xong á, thì chúng ta sẽ cắm vào cái thân máy và phần đế sạc này. Thì công dụng của đế này á, không chỉ là sạc pin không đâu mọi người ơi, mà trong đây nó sẽ có thêm một cái đèn LED có tia UV để mà diệt khuẩn được những con vi khuẩn trên cái đầu cọ. Ngoài ra nữa thì đằng sau thân máy này có tích hợp một chiếc quạt mini để có thể sấy khô đầu cọ của mình. Cho nên là khác với những cái thương hiệu máy khác mà KD sử dụng trước đây á, là mình sử dụng xong thì mình chỉ để ở trong phòng tắm thôi, thì đâu đó trong phòng tắm của mình nó vẫn có những con vi khuẩn nó bám trên chiếc máy rửa mặt đó, thì mình rửa mặt thì nó lại vô tình nó mang lại con vi khuẩn lên trên da mặt của mình. Nhưng mà đối với chiếc máy này, sau khi mà mình rửa xong á, thì mình sẽ để lại cắm vào cái thanh đế sạc này như thế này, và nếu như mà có nước đọng lại hay là có vi khuẩn thừa thì nó đều được tiệt trùng. Trước đây thì mình cũng đã sử dụng rất là nhiều cái loại máy rửa mặt khác. Tất nhiên là những chiếc máy đó thì nó cũng có ưu điểm của nó. Nhưng mà khi mà mình chuyển sang sử dụng chiếc máy rửa mặt Artistry này thì mình hoàn toàn bị thuyết phục bởi sự hiệu quả cũng giống như là tính năng tuyệt vời của cái chiếc máy này. Lý do đầu tiên mà KD rất là thích chiếc máy này đó chính là cái đầu cọ dạng lông vũ như thế này đây. Và cái đầu cọ này thì kích thước của nó rất là nhỏ, siêu mịn, chỉ có 0.055mm thôi. Và với cái kích thước nhỏ như vậy thì nó có thể là đi vào trong cái lỗ chân lông của chúng ta và làm sạch trong cái lỗ chân lông luôn. Cho nên là sau khi mà mình rửa mặt xong thì nó để lại cái cảm giác rất là sảng khoái, một cái cảm giác rất là sạch, rất là tươi mới, và cái da của mình rất là ẩm mượt luôn. Để test cho độ dịu nhẹ của đầu máy rửa mặt này thì KD dùng máy và rửa thử lòng đỏ trứng xem như thế nào. Và kết quả thật là bất ngờ, lòng đỏ trứng không bị bể luôn đó mọi người. Chứng tỏ rất là dịu nhẹ luôn. Ngoài ra một điểm mà KD cực kỳ tâm đắc ở chiếc máy này đó là chính là cái hiệu quả làm sạch. Chiếc máy Artistry này thì nó có 3 chế độ rửa mặt là dịu nhẹ, bình thường và làm sạch sâu. Thì với những cái chế độ rung khác nhau như thế này thì nó hoàn toàn phù hợp với lại rất là nhiều loại da khác nhau. Ở chiếc máy này thì cái đầu của nó không có xoay tròn giống như là những cái thương hiệu máy khác ở bên ngoài, mà nó sẽ chuyển động theo chiều lên xuống và rung động 3D, làm cho cái lông này nè, nó giống như là nó vỗ vào trong từng lỗ chân lông của mình và nó làm sạch trong cái từng lỗ chân lông, mà nó không có làm cho cái da của mình nó bị rát hay là bị chảy sợi. Hãy cùng so sánh thử công dụng làm sạch của chiếc máy rửa mặt này so với việc chúng ta rửa bằng tay ha. Ở đây thì KD dùng son môi là một cái vết bẩn rất là cứng đầu bám ở trên da rất là lâu. Một bên thì KD sẽ rửa bằng tay và một bên thì KD dùng máy rửa mặt Artistry với thời gian như nhau. Và bây giờ hãy cùng quan sát sau khi rửa lại bằng nước sạch thì kết quả như thế nào nhé. Sau khi rửa lại bằng nước thì mọi người có thể quan sát thấy là vết son môi ở bên rửa bằng tay thì vẫn chưa được làm sạch hoàn toàn. Trong khi đó vết son môi ở bên rửa bằng máy Artistry thì được làm sạch hiệu quả. Ngoài ra nữa thì trên gương mặt của mình sẽ có những cái ngóc ngách mà tay của mình không thể làm sạch hết được. Ví dụ như là bên khóe mũi nè, ở dưới cằm nè, hay là ở trên hốc mắt, thì cái việc làm sạch nó sẽ rất là khó khăn. Tuy nhiên là khi mà mình chuyển sang sử dụng máy rửa mặt á, thì những cái ngách nhỏ trên gương mặt của mình đảm bảo là được làm sạch hoàn toàn luôn.
Sau cái lần rửa mặt đầu tiên á, là da của mình rất là mượt mà. Và trước đây á, nếu như mà cái vùng da khô của mình nó có những cái vùng da là nó bị bong tróc do nó bị thiếu ẩm, thì sau khi mà mình rửa mặt, sữa rửa mặt và mình dưỡng ẩm đúng cách một thời gian á, thì những cái da bong tróc của mình á, là hầu như là nó hết hẳn luôn. Đánh phấn lên thì nó không có bị dày phấn nữa. Đặc biệt là nếu mà ai mà đánh cushion mà có cái da bong tróc như vậy thì mọi người sẽ thấy rất là rõ. Và một điều mà Katie cũng rất là tâm đắc nữa, đó chính là cái nhân mụn, những cái mụn ẩn ở dưới da của mình sau một thời gian sử dụng máy rửa mặt Artistry, thì những cái nhân mụn này là hầu như là biến mất khoảng 80-90%. Thì Katie cảm thấy cực kỳ hài lòng luôn. Với những tính năng và hiệu quả đặc biệt của chiếc máy rửa mặt Artistry này, thì bây giờ đây á, chiếc máy rửa mặt này đã nằm trong danh sách một trong những thiết bị mà Katie yêu thích nhất và không thể đi đâu mà thiếu nó được. Cho dù mình đi du lịch là mình cũng gán đóng gói theo chiếc cái máy này để mà mình sử dụng hàng ngày luôn đó. Chính vì vậy là Katie cảm thấy đây là một cái đầu tư rất là xứng đáng. Và tính ra nếu như mà mình bỏ ra một cái số tiền để mà mình đầu tư vào những cái mỹ phẩm mà vẫn chưa giải quyết được cái vấn đề về da, thì chiếc máy rửa mặt này có thể là giúp cho Katie có được cái làn da mịn màng, căng mướt hơn. Katie hy vọng là video này có thể đưa ra thông tin giúp cho mọi người quyết định dễ dàng hơn. Chúc cả nhà có làn da đẹp nha. Bye bye.